Xin chào mọi người à, thì cũng như thường lệ thôi à, khi nào mà mình về một món hàng mới là mình phải test cho mọi người coi. Và hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu đến mọi người một cái mẫu mới, một cái thương hiệu mới. Chứ cái mẫu thì mình vẫn như giống như cũ thôi, nhưng mà được cái là cái thương hiệu mới nha. Đây là cái thương hiệu là Quê Công đó. Thì cái mẫu này là cái mẫu gần giống với cái cần lúc trước, cái cần nhỏ nhỏ chút mà mình có làm cái tiny đó. Thì cây này là cây Quê Công nha, Quê Công Titan đó. Cái mẫu thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó đổi lại cái là nó có thêm một cái size là size ML, và fan đó là fan Fuji Aconai đó. Toàn bộ từ đầu tới cuối đều là fan Fuji hết, chứ không phải như cây kia đó. Thì cái cây này thì anh em có thể chơi nước mặn được, là nước ngọt được, là chơi thoải mái và quăng dây đi rất là ngon, rồi là ngọt. Tiêu fan đó là fan Fuji mà, cho nó đi dây rất là ngon nha. À, và với lại một cái là cái độ cứng của nó sẽ cứng hơn một xíu, nó nhẫn hơn một xíu nha. Cây kia thì nói chung là nó cũng cứng, nhưng mà nó không cứng bằng cây này sẽ cứng hơn đó. Nhưng có điều bất tiện của nó là cây một khúc đó. Và con cây là cái giá nó cũng nhẫn hơn xíu nha. Giá nó là cây UNL là 900 ngàn đó, cây L là 903, và cây ML là 950. Cây ML là cứng nhất nha mọi người. Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người coi. Test cái này không phải là test mà là nhấc thôi, mình sẽ nhấc đồ cho mọi người coi. Đó, nhưng cái này thật sự là cái cách mà test này nó không có đúng đâu mọi người. Mình chỉ nhấc cho mọi người coi ở cái độ cong của nó, là nó cong làm sao và nó có chịu tải làm sao thôi. Chứ thật sự cái này khi mà mình xách mình nhấc đồ lên á, thì rất là nhiều anh em người ta nói là mình làm cái này là làm tầm bậy không có trúng. Thì thật sự mình thấy cũng trúng, tại cần câu mình đi câu chứ mình đâu có cẩu đồ đâu. Vậy thì mình cẩu là cẩu cho anh em coi chơi thôi nha, cho anh em biết cái độ dẻo dai nó, cái độ cứng nó, cái độ chịu tải thôi đó. Chứ test gì là không phải là test nha anh em. Rồi giờ mà anh em cùng với mình xem ha. Nè, mình mới vừa lấy cọng dây vô mình chọc, mình đang sử dụng cây 147ML, đó là cây cứng nhất á đó. Đó, mà lấy cọng dây mình cọc vô nè, mình cọc từ đây lên tới đây nè, giống như là mình vô cái máy bình thường vậy đó. Rồi mình cẩu dây nha nè, rồi đó, mình lên hết bộ khoen luôn nha. Thì đây là cái đọt đó là một chắc khoảng này là khoảng 1.5 á, 1.5 mm á đó. Rồi nhỏ xíu nha. Rồi giờ mình sẽ ghim đồ cho anh em coi chơi ha, mình dính cám tiếp nha. Thì đây mình có một cái bịch không là dây thì mình đã vô dây hết rồi, và cám thì mình chất nguyên đóng rồi mọi người. Giờ bắt đầu mình xách lên cho mọi người coi nha. Để ta tả nó xì nước ra. Đây, mỗi bịch là 1 kg. Thì này tương đương dính cám 1 kg nha. Khi mà anh em dính cám 1 kg thì nó sẽ như thế này đây. Đó là nhẹ te luôn, rất là nhẹ te nha anh em. Nó cong là cong đều, cũng đều cần hết nha anh em. Anh em thấy nè. Đó. Rồi. Hai ký. Lên. Nhẹ teo luôn, một tay luôn, không phải một tay mà là hai tay cầm ngay kéo không đỡ nha. Đó. Rồi. Ba ký. Anh em mà có nhớt thì anh em để ý nha, khi mà anh em hạ cái đầu cần xuống á, cái đầu cần anh em hạ cái đồ xuống nè, thì đọt gừng nó cong như vậy nó sẽ gãi, dễ gãi nha. Tại vì nó cong không đúng, cong người ta phải cong toàn cây, còn cong như vậy cong cái đọt không dựng, hoặc là dựng đứng như vậy nè anh em, dựng đứng thì cong như vậy nè, nó cong cái đọt không thì nó dễ gãi đây lắm nha đó. Tại cần người ta phải cong, mà cong nguyên cây chứ không có cong cái đọt không. Đây ba bịch cái ngon 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 ngon
cái cọng dây này nó hơi dài nè, cho nên mình dỡ cũng hơi khó nha. Đây cần nó xong hết đi gần rồi. Bốn bệt. Anh em đứng lên cao thì anh em dỡ được nhiều. Bốn bệt. Đó. Rồi, năm bệt. Cái này người ta nói là dỡ dỡ tới 15 16 kg là, nhưng mà sợ là mình đâu có dỡ tới đó đâu. Tại câu cũng không có ai dính cá 15 16 kg mà dỡ lên trơn á. Ở trong máy nó test là test ra 30 mấy ký, 33 ký gì đó. Nhưng mà ký là ký của Trung Quốc nữa. Thì cái ký của Trung Quốc hình như là nó bằng hơn nửa ký của mình thôi. 35 36 ký nó là khoảng 16 17 ký của mình à, nha mọi người. Rồi. Xong cái chết lên hết được rồi. Nó cao quá mọi người. Nè. Nó hoàn xuống đụng đất luôn rồi, nhưng mà sách là ok nha. Rồi thì mình sách 5 ký cho mọi người coi nha, tại vì câu dính cá 4-5 ký là hết cái đường dở lên rồi, chỉ có lấy vợt vớt thôi. Thật sự là dính cá chừng 2 ký là lấy vợt vớt rồi, chứ cũng không có khẩu lên nữa. Rồi thì đây là cây cần V-Cong Tini Titan, ở lộn V-Cong Titan. V-Cong Titan là nó sơn nguyên cái màu Titan đó mọi người, đây màu bóng lưỡng nè, màu của Titan đó. Nó có ba size là 1m5 UL, lấy dành câu tôm hoặc câu lua, mà lua mấy con cá nhỏ, lua đầm lua suối rồi đó, đó. Và 1m5 L đó. L là nó sẽ cứng hơn cái UL một xíu, thì câu tôm câu cá đều cũng không rơi bình thường, lua vẫn được. Và 1m47 ML là nó sẽ cứng hơn nữa, nó cứng hơn xíu thì nó sẽ được hạ đọt lại, nó đọt nó bự hơn xíu nha, nó sẽ cứng hơn. Và cây ML là cứng nhất nha mọi người đó. Thì giá nó là 900.000, 93 và 950. Rồi, ok. Thì tạm thời giờ mình sẽ test như vậy thôi nha mọi người. Rồi để coi mình sắp xếp thời gian mình sẽ đi câu, mình test thêm cho mọi người coi nha. Nó dính cá mới chân thật, chứ mà đi câu đi cẩu này nó không có chân thật đâu. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu mình kết thúc cái video test tại đây nha. Rồi thì sắp tới mình sẽ làm một vài cái nữa để cho mọi người coi. Chào mọi người ha.